Chào các bác và anh em. Trong clip ngày hôm nay, điện tử Cao Phong sẽ test những bộ sạc và những cặp pin sạc Chameleon và Zenbao, hai loại rất thương hiệu nổi tiếng đình đám, có độ bền pin rất cao. Đấy, hát karaoke nhiều giờ mà các bác chỉ cần sạc luân phiên là các bác không phải mất tiền mua những đôi pin rất là tốn kém và mất công. Thì hôm nay điện tử Cao Phong sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bác sử dụng những bộ sạc cho pin và làm sao cho đúng. Thì nhiều bác về là mua những bộ sạc này thì nó có tính năng tự ngắt khi pin sạc đầy đấy, thì các bác cắm điện vào như này, các bác bảo sao đèn nó không báo, đây nó có hai cái đèn báo này các bác nhé. Khi cắm điện vào, điện nó vào nhưng mà nó không sáng bởi vì nó chưa nối mạch các bác nhé, chưa nối mạch thì cái đèn này nó chưa có điện vào. Thì cách hướng dẫn sử dụng như này, các bác cắm điện nguồn vào, lúc nào các bác cũng có thể để tư thế như này để chờ khi các bác nạp sạc. Và với cái bộ sạc này thì nó sẽ sạc được cho 3 loại pin. Một loại pin 9V như thế này. Đây, các bác cắm xuống như này. Pin 9V nó có hai chân này là được mỗi lần sạc là hai quả pin 9V. Và mỗi lần sạc thì nó sẽ được hai cặp pin nhỏ như này. Pin nhỏ này là các bác dùng cho một số loại điều khiển, cũng khá nhiều thiết bị điều khiển là các bác dùng pin nhỏ này. Này, ở tầng dưới, bên dưới này. Còn mỗi lần sạc thì là các bác sạc được hai cặp pin to như này. Pin to này thì dùng cho một số loại điều khiển TV to cũng như là điều đồng hồ hoặc là đa số tay mic. Đấy, tay mic không dây. Tức là một lần sạc cho cái cốc này là được hai quả pin 9V. Đấy, cái 9V thì các bác sạc riêng. Còn các bác bỏ ra thì trong cái khay này các bác có thể sạc được hai cặp pin loại to liên tục trong cùng một lúc và hai cặp pin loại nhỏ liên tục trong cầm cùng một lúc, tức là bốn cặp pin to nhỏ, bốn cặp. Thì cách sử dụng như này, các bác nhớ toàn bộ cái dãy phía bên đèn như này, đây cái chân phía bên đèn này người ta đã ghi dấu cộng tức là dương, các bác nhìn rất là rõ ở phía này. Rồi tối mới quay điện thoại các bác nhìn thì nó hơi khó, nhưng mà dưới này người ta đánh dấu cực dương, toàn bộ cái dãy phía bên đèn báo này là cực dương, còn toàn bộ phía bên này là cực âm, các bác nhé. Thì cái trên cái pin nó cũng như vậy, người ta sẽ ký hiệu đây là cực dương dấu cộng và đầu dưới là cực âm rõ ràng. Thì các bác cắm làm sao cho đúng dương với dương, âm với âm. Đây các bác nhìn nhé. Đây em sẽ đưa một cái viên bi nhỏ này vào xuống dưới này. Đây, dương này, dương với dương. Đấy. Và âm với âm. Một viên thì chưa đèn chưa báo các bác nhé, bởi vì nó chưa nối mạch. Các bác phải đưa hai viên vào, nó nối mạch thì bắt đầu nó đèn là sáng. Các bác nhìn cái đèn đỏ này. Em đưa một viên nữa, đèn đỏ sáng. Đó, đèn đỏ đã lên màu sáng này. Các bác nhìn chưa? Rút ra đèn tối này. Đó, đó, thế là được một cặp pin. Đây là đang trong tình trạng là đang sạc. Và tiếp ở bên trên, các bác đưa một cặp pin to nữa ở bên trên. Đó, như này. Thì liền một lúc các bác có thể sạc được hai cặp pin loại to và hai cặp pin loại nhỏ. Rất là tiện đúng không? Đấy, ví dụ chuyển sang cửa bên này như vậy nhé. Đây đang, cửa bên này đang sạc hai cặp pin nhỏ. Các bác có thể sạc hai cặp pin to bên trên nữa, nhưng em sẽ đưa một cái cặp pin này sang cửa bên này để có theo dõi tiếp này. Đưa một cặp vào đèn chưa báo nhé. Đó, các bác nhìn rõ nhé, đèn mới sáng của một bên này đang sạc cho cặp pin nhỏ. Và đưa tiếp một quả nữa vào, nó nối mạch, đèn nó sáng này. Đó, đèn nó sáng tiếp này. Thì các bác sạc như này, các bác có thể sạc liên lúc là được bốn cặp pin, hai cặp to, hai cặp nhỏ, đúng không? Rất là tiện. Và lưu ý với các bác là khi các bác mua về lần đầu tiên sử dụng thì các bác sạc liên tục như này trong vòng trên 10 giờ đồng hồ. Trên 10 giờ đồng hồ. Đó. Và khi mà các bác dùng hàng ngày thì các bác chỉ cần sạc tầm khoảng tiếng hơn tiếng là nó sẽ đầy, và đầy là nó tự ngắt. Đó nhá, đầy tự ngắt. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác là cách sử dụng những bộ sạc pin sao cho đúng. Vừa rồi là có những bác là về chưa biết sử dụng thì là cắm điện nguồn mở ra, ôi sao anh ơi cái sạc cắm điện vào có đèn thì nó không sáng. Các bác cứ nghĩ là cắm đèn vào là hai cái đèn này nó báo, không phải. Cắm điện vào là nó chưa có pin vào, nó chưa nối mạch vào thì đèn nó chưa sáng là như vậy. Thế bác lại cho vào lần thứ hai thì bác lại cho pin vào như này, bác cho một viên vào có bổ nó không sáng. Thì cuối cùng gọi Zalo video thì hướng dẫn bác ấy là bác ấy sử dụng chưa đúng, bác phải cho thêm một viên nữa nó nối mà
nó mạnh như này là bắt đầu đèn nó mới sáng các bác nhá. Đó, và khi nó đầy là tự nó ngắt. Và lưu ý với các bác là dòng pin Chameleon dung lượng 2700 mAh này công nghệ của Đức nên là sử dụng pin rất là bền. Đấy, pin rất là bền. Khi các bác mua, lưu ý các bác đây là những viên pin bình thường ở ngoài thị trường này. Em lấy ví dụ này, pin viên này là pin khá là cũng khá là tốt mà đắt nhá. Các bác mua pin này là pin pin Panasonic, pin pin khô thì dao động từ 8 đến 10.000 một cặp, thì các bác chỉ hát được liên tục là 3-4 giờ thôi là nó hết. Tưởng là rẻ nhưng các bác mua rất là đắt. Các bác phải thay liên tục, nhất là các bác mà dùng nhiều thì các bác thay liên tục thì cực kỳ tốn luôn. Đấy, và không phải lúc nào cũng mua mà hay nhỡ, hay bị nhỡ. Đấy, thế còn những viên mà nó như những viên pin con thỏ như này thì nó rẻ thôi, thì hát không được bao nhiêu, chỉ 1-2 tiếng đã hết một cặp pin. Đấy, nhưng những cái cặp pin mà các phòng giới thiệu Chameleon này thì các bác cứ hát liên tục. Nếu như mic của các bác hoạt động bình thường, không bị lỗi, không phải dòng mic mà lỗi ăn pin, thì các bác cứ hát rau tầm 8-10 tiếng mới hết một cặp pin này, rất bền luôn. Và khi các bác dùng cho gia đình, các bác cứ làm một cặp sơ cua, một cặp hát ví dụ, hay là hai cặp, 2-3 cặp cứ sơ cua thay nhau, thì em nghĩ không bao giờ các bác phải lo hết pin, mình nhỡ pin. Rất là tốt, tiện dụng. Đấy, mà đặc biệt các bác mà dùng nhiều các sự kiện hoặc là các bác làm phòng hát ấy, karaoke kinh doanh ấy, thì nhân viên đi thay pin cho khách hát thì cứ thay xong viên nào hết, thay xong thì các bác lại cho vào đây các bác sạc, thì chả bao giờ các bác nhỡ pin. Đấy, khách hàng người ta sẽ sử dụng rất là tiện, ăn khách ghi điểm cho các bác kinh doanh. Đấy, một lần nữa hôm nay Điện tử Cao Phong sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bác cách sử dụng bộ sạc pin cho mic không dây, hoặc là những pin này các bác dùng cho điều khiển hay là bất kỳ một cái nhu cầu nào về pin. Đấy, cho nó đúng và hiệu quả. Đấy, sử dụng đúng, nó đơn giản thôi nhưng mà nhiều bác không biết thì các bác lại sử dụng sai thì nó lại thành là không có tác dụng. Đấy, một lần nữa các bác có nhu cầu về dòng pin và sạc, sạc Chameleon và sạc riêng bao, model là A612 và pin Chameleon thương hiệu của Germany Đức, các bác liên hệ theo hai số điện thoại của Cao Phong 0772260096 hoặc 0368724218. Em ship hàng toàn quốc. Đấy, những đôi pin và những bộ sạc dòng này sử dụng rất là bền. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.